xin mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với sân vận động Quảng Sô Bình để chúng ta cùng theo dõi trận đấu trong khuôn khổ giao hữu cọ sát giữa hai đội bóng Edu và các cầu thủ Tân Kỳ 2. Lúc này thì trọng tài Nguyễn Xuân Minh cùng với cả hai đội bóng đang hoàn thành thủ tục ra sân ở trong trận đấu ngày hôm nay. Đây là trận đấu mà Edu ra sân trong trang phục áo xanh và quần đen. Trong khi đó, áo vàng lóe trắng quần đen là gam màu thi đấu của đội bóng Tân Kỳ 2 ở trận đấu hiện tại. Phía trên màn ảnh các bạn là đội hình thi đấu của hai đội bóng ở trong trận đấu này. Bắt chính cho đội bóng Tân Kỳ 2 đó chính là thủ môn Minh Nam, các cầu thủ số 3 Thế Phúc, số 5 Duy Đông, số 18 Thế Đức, số 2 Tuấn Anh, số 10 Quang Thanh và số 7 Minh Phương. Sau khi đó thì Education ra sân với vị trí gác đền thuộc về Ngọc Tuấn, các cầu thủ số 2 Quang Long, số 13 Anh Tuấn, số 5 Đình Chiêm, số 17 Anh Tiến, số 4 Lê Bình và số 7 Hoàng Phúc. Như vậy là hiệp một trận đấu đã được bắt đầu. Ở trong hiệp một trận đấu thì các cầu thủ của đội bóng Tân Kỳ 2 sẽ là những người giành quyền triển khai bóng trước và họ là những người kiểm soát thế trận phía bên tay trái màn ảnh nhỏ của các bạn. Trong màu áo của đội bóng FC Edu ở trận đấu hiện tại chắc chắn sẽ có rất nhiều những cầu thủ sẽ tham gia thi đấu trong khuôn khổ của bóng đá các câu lạc bộ tranh cúp Đào Văn Thanh Trình Nam Định lần thứ nhất năm 2016 trong màu áo của đội bóng Sở Giáo dục Đào tạo. Một trong những cầu thủ quan trọng của đội bóng FC Edu ở trận đấu ngày hôm nay đó chính là Anh Tiến, cầu thủ sinh năm 1990. Vừa rồi là pha chạm bóng của Anh Tiến. Trận đấu giữa hai đội bóng Tân Kỳ 2 và Edu diễn ra với điều kiện thời tiết khá thuận lợi. Nhiệt độ trên sóng này đang ở vào khoảng 32 độ C. Trời râm, gió nhẹ và đó chính là những yếu tố đem đến được sự cộng hưởng về mặt tâm lý thi đấu dành cho hai đội. Không vào! Cú đá rất nguy hiểm dành cho đội bóng Tân Kỳ 2. Vừa rồi là pha dứt điểm của Thế Đức. Chúng ta cùng xem lại tình huống sút bóng bằng ba trong chân trái của cầu thủ vào số 18. Nếu như bên phía đội bóng Edu, Anh Tiến dường như chắc chắn sẽ có mặt trong đội hình thi đấu của đội bóng Sở Giáo dục Đào tạo tham gia thi đấu tại bóng đá MTV Cup lần thứ nhất năm 2016 sẽ được khởi tranh vào ngày 29 tháng 7 tới đây. Thì ở chiều ngược lại, bộ ba cầu thủ đó chính là Thế Phúc, Thế Đức và Minh Phương dường như chắc chắn sẽ có tên trong đội hình đăng ký thi đấu của đội bóng Công ty Cổ phần Mạnh Hải. Đó cũng chính là một trong những đội bóng sẽ tham gia thi đấu tại sân chơi của bóng đá MTV Cup lần thứ nhất. Trong những phút đầu tiên của trận đấu thì Tân Kỳ 2 đang chủ động để lựa chọn những pha phối hợp tấn công nhanh với những miếng đánh phù đầu. Đá thấp nhất trong đội hình tấn công của đội bóng Edu đó chính là Quang Long. Bóng đá MTV Cup lần thứ nhất năm 2016 là trận đấu mà Quang Long sẽ đá cho đơn vị chủ quản đó chính là câu lạc bộ bóng đá Công an tỉnh Nam Định. Vẫn là đội bóng Tân Kỳ 2. Khá nhanh. Duy Đông. Thế Phúc. Mặc dù đây là một trận đấu giao hữu, song chúng ta có thể thấy là cả Edu và Tân Kỳ 2 đang chủ động lựa chọn những phương án phối hợp tấn công rất mạnh mẽ. Họ đang quyết tâm để đem đến cho khán giả một trận cầu đinh. Tại sân vận động Quảng Sô Bình ở thời điểm hiện tại vẫn đang có khá đông các cổ động viên có mặt để dự khán và cổ vũ cho hai đội bóng. Đây là một trong những mặt sân
luôn đem đến được sự quan tâm của các cổ động viên yêu mến bóng đá không xuyên của tỉnh Nam Định trong chặng đường lịch sử phát triển của Thanh Nam. Ném biên dành cho Tân Kỳ 2. Mùa giải năm nay là mùa giải mà đội bóng Tân Kỳ 2 cũng như đội bóng Edu, họ vẫn đang thực hiện rất tốt công tác sâu hóa thể thao quần chúng với những trận đấu giao hữu gặp các đối thủ mạnh trên địa bàn của tỉnh Nam Định, kèm theo đó là những chuyến du đấu xa của cả hai đội bóng đến các tỉnh lân cận ở khu vực phía Bắc. Anh Tuấn, Duy Đông đá cao nhất trong đội hình thi đấu của Education ở trận đấu này, đó chính là cầu thủ màu số 7 Hoàng Phúc. Lực lượng mà cả hai đội bóng đem tới sân vận động trung tâm Quảng Sơ Bình ở trong trận đấu ngày hôm nay được nhìn nhận là một lực lượng có chiều sâu về mặt nhân sự, và đó cũng chính là cơ sở để cho ban luyện của cả hai đội có thể tìm kiếm được những sự thay đổi người một cách hợp lý. Đình Chiêm, Vớ Con ngày hôm nay đá bên hình lang cánh trái của đội bóng Edu, đó chính là Lê Bình. Lực lượng của đội bóng Tân Kỳ 2 ở trong ngày hôm nay cũng được người ta đánh giá cao. Nói một cách khác đi thì Edu và Tân Kỳ 2 gặp nhau ở thời điểm hiện tại, đây xứng đáng là một trong những cuộc gặp gỡ đồng cân đồng lạc. Vâng con, đường truyền của Tuấn Anh, Minh Phương không kịp. Bên cạnh những tình huống phở tấn công ở khu vực giữa sân, những pha giảm biên với những tình huống đảo cánh mà hai đội bóng để lại ở trong những phút đã qua là tương đối hợp lý. Ngày hôm nay thì khả năng đá theo trục dọc đối với các cầu thủ của hai đội là điều mà chúng ta đã thấy, và cần phải có những pha phối hợp ra hai cánh để giúp cho họ có thể đem đến được sự bất ngờ. Tiếp tục quả ném biên cho Edu. Lê Bình không được. Phước một chạm không thành công. Thêm một lần nữa thì Thế Đức đã có một pha án bắt bài. Sơ đồ tấn công của đội bóng Tân Kỳ 2 trong trận đấu ngày hôm nay dường như họ vẫn đang được vận hành một cách rất dứt khoát. Mặc dù đá với sơ đồ tấn công 3-2-1, song các cầu thủ của đội bóng Tân Kỳ 2 cũng đã có rất nhiều những phương án và các tình huống đẩy cầu thủ màu số 18, đó chính là Thế Đức, lên hoán đổi vị trí cho Minh Phương. Rất nguy hiểm, quá tiếc cho cầu thủ của đội bóng Tân Kỳ 2, Minh Phương đã có một tình huống đối mặt. Xem lại pha làm chậm thứ ba với thấy sự tiếc nuối dành cho Minh Phương cũng như đội bóng Tân Kỳ 2. Tiền đạo màu số 7 của bóng này đã có một phương án giải quyết dứt khoát với cú quất bóng bằng má ngoài chân phải được thực hiện rất nhanh. Khi mà thủ môn Ngọc Tuấn đã không có được phạt xạ thì bóng đã đi trên con dọc khung thành của đội bóng Edu. Đây là câu trả lời của Thế Phúc.
đã bắt đầu xuất hiện những tình huống rất nguy hiểm đến với cầu thủ của cả hai đội. Thêm một cú đá nữa đến từ Minh Phương. Trận đấu này là trận đấu mà Tân Kỳ 2 nhập cuộc tốt hơn. Họ đang chủ động thực hiện những pha phối hợp tấn công nhanh với những cầu thủ có độ dẻo và sức khéo, cùng với đó là sức mạnh về mặt thể lực. Tuy nhiên thì các chân sút của đội bóng Edu lại đang tỏ ra khá kinh nghiệm. Họ đang dần vô hiệu hóa những đợt lấy bóng của đội bóng đối phương, đồng thời tạo ra những phương án phản công. Sự kết dính mà đội bóng Edu đang có được ở trong trận đấu này phần nào cũng giúp cho họ có được hệ thống phòng ngự thành công trước các cầu thủ của đội bóng Tân Kỳ 2. Thế Đức, động tác qua người rất dẻo của Thế Đức. Ở trận đấu này thì chính xác người đang đá thấp nhất trong đội hình thi đấu của đội bóng Edu đó chính là Quang Long. Quang Long, Hoàng Phúc, mùa giải năm nay là mùa giải mà Quang Long mới trở lại sau chấn thương. Đó chính là một trong những lý giải cho việc khả năng đóng góp của anh dành cho các đội bóng là không nhiều. Một điều khá trùng lặp là trận đấu hiện tại, thi đấu ở vị trí trung vệ của cả hai đội đều là những cầu thủ có thể hình và thể lực. Nếu như Quang Long bên phía đội bóng FC Edu đang đem đến sự yên tâm mở tuyến 1 dành cho các cổ động viên yêu mến đội bóng này, thì ở bên kia chiến tuyến Duy Đông chính là lá chắn cuối cùng của đội bóng không vào. Lại là pha băng lên dứt điểm dành cho các cầu thủ của đội bóng Edu. Lê Bình đã có cơ hội để tiếp cận với khung thành của thủ môn Minh Nam, nhưng đó là tình huống mà hậu vệ cánh trái của đội bóng Edu đã thực hiện cú đá trong tư thế góc sút không quá lớn. Luôn có những diễn biến, những tình huống và những pha xử lý tốt. Không chỉ đội bóng Tân Kỳ 2 mà ngay cả đội bóng Edu bây giờ cũng đang có khá nhiều những cơ hội để có thể đem đến được bàn thắng và mở tỷ số ở trong ngày hôm nay. Dường như đây là trận đấu mà giải pháp sút xa là một trong những giải pháp mà cả hai đội vẫn đang đem tới. Vẫn là đội bóng Edu, đường truyền của cầu thủ Anh Tiến. Trong khuôn khổ của sóng đá World Cup lần thứ 8 năm 2016 mới khép lại, thì anh Tiến chính là thành viên của New Star. Tuy nhiên thì trước khi giải đấu diễn ra, anh Tiến đã gặp phải chấn thương nặng. Chính điều đó đã làm ảnh hưởng phần nào đến lối chơi của cầu thủ này. Sau những gì mà cả Edu cũng như đội bóng Tân Kỳ 2 đã có được trong hiệp đấu đầu tiên, thì nếu như một trong đội bóng có được bàn thắng để vươn lên dẫn trước, đó cũng là một trong những phần thưởng xứng đáng. Thế Phúc,
một tình huống xử lý rất bình tĩnh của các cầu thủ Edu. Đúng là kinh nghiệm đang giúp cho Edu trụ vững sau những pha tấn công liên tục đến từ các chân sút của đội bóng đối phương. Đã có một pha phạm lỗi của đội bóng áo xanh. Người băng lên và bị phạm lỗi ở trong thứ vừa rồi, đó chính là Quang Thanh. Ngày hôm nay thì Quang Thanh đang được ban luyện của đội bóng Tân Kỳ 2 xếp đá cặp tiền vệ trung tâm cùng với đồng đội của anh là Thế Đức. Sẽ có một pha bóng khá nguy hiểm đến với đội bóng Tân Kỳ 2. Minh Phương không vào. Pha phối hợp khá chuyên nghiệp của Minh Phương và Thế Đức trong một tình huống cố định trước mặt khung thành của thủ môn Ngọc Tuấn. Quả thật mà nói thì đó là tình huống mà góc sút là khá rộng. Việc Minh Phương tung ra một pha dứt điểm này sau cú mở móng của Thế Đức là điều hoàn toàn hợp lý. Từ đầu trận đấu đến giờ đã ít nhất 4 lần Minh Phương uy hiếp khung thành của đối thủ sau những cú đá chính xác. Trận đấu ngày hôm nay là trận đấu mà Ngọc Tuấn cũng đang cho thấy được khả năng của anh trong màu áo của đội bóng Edu ở vị trí là người chấn giữ khung thành dành cho đội bóng này. Cơ hội đá phạt góc dành cho Tân Kỳ 2. Đảm bảo được sức mạnh trong khâu dứt điểm. Hơn thế đó chính là những pha tận dụng tốt những tình huống có ý nghĩa quyết định sẽ giúp cho một trong hai đội bóng có được bàn thắng để mở tỷ số. Phá đi sự quân bình ở thời điểm này là một điều rất đáng làm đối với cả Edu cũng như Tân Kỳ 2. Nó không chỉ đem đến được lợi thế về mặt tỷ số mà còn giúp cho họ có được tâm lý vững vàng. Và như vậy là đã có bàn thắng để mở tỷ số dành cho đội bóng Edu. Một tình huống xử lý đẳng cấp của cầu thủ tiền vệ Anh Tiến. Từ một pha đá phạt, Anh Tiến đã có một cú đá thẳng. Và cầu thủ này đã đưa bóng đi vào góc cao khung thành của thủ môn Linh Nam. 1-0 cho đội bóng Edu. Từ đầu trận đấu đến giờ thì Anh Tiến vẫn là một trong những ngòi nổ quan trọng của đội bóng Education. Tuy nhiên bàn thắng vừa rồi đã cho người ta thấy được ngoài khả năng thi đấu kỹ thuật và sáng tạo, Anh Tiến còn là một trong những cầu thủ luôn thể hiện được nhãn quan thi đấu hợp lý. Bên cạnh những pha dứt điểm sấm sét với vận tốc bay của bóng là rất căng, thì bàn thắng mở tỷ số ở trong ngày hôm nay Anh Tiến đã cho người ta thấy được sự mềm mại, và đặc biệt là tiền vệ màu số 17 của đội bóng Edu đã có một pha xử lý làm bất ngờ đối với tất cả chúng ta. Như vậy là trong thứ vừa rồi thì các cầu thủ của đội bóng Tân Kỳ 2 đã có sự thay đổi người. Anh Tiến, lần này thì Anh Tiến đã đưa bóng đi không chính xác. Tân Kỳ 2 đã rút Tuấn Anh rời sân và thay vào đó là Duy Khánh. Một sự đổi người ở hành lang cánh phải thường tấn công của đội bóng. Thế Đức, không được. Tình huống tiếp bóng đầu tiên của Duy Khánh sau khi cầu thủ này được tung vào sân.
để cho đội bóng Edu có bàn thắng và vươn lên dẫn trước ở trong ngày hôm nay. Đây cũng chính là một trong những bất lợi đối với đội bóng Tân Kỳ 2. Vẫn biết Tân Kỳ 2 đang giữ một hàng phòng ngự kiên cố với tâm điểm là vị trí của Duy Đông. Và ngoài ra thì họ cũng đang giữ một hàng công rất mạnh. Nhưng trước một đội bóng Edu có lối chơi chặt chẽ. Và ngày hôm nay khi mà đội bóng đại diện của khối bóng đá ngành giáo viên đã có được đội hình tốt nhất, thì đây là một trong những trở ngại đối với đội bóng Tân Kỳ 2 trong việc tìm kiếm những bàn thắng cũng như có được một kết quả hợp lý trước cầu thủ của đội bóng đối phương. Tuy nhiên thì bây giờ khoảng cách mới chỉ là tối thiểu, một vấn đề vẫn đang ở phía trước và chúng ta cùng chờ đợi cho sự tỏa sáng đến với các cầu thủ bên phía đội bóng Tân Kỳ 2. Nếu như xét về mặt thế trận thì đây là trận đấu mà các chân sút của đội bóng Tân Kỳ 2 thậm chí còn dành thời gian chuyển cơ bóng nhiều hơn so với các cầu thủ của đội bóng đối phương. Rất nguy hiểm. Vừa đang thiếu vắng những pha xử lý có ý nghĩa quyết định đến với cầu thủ của đội bóng Tân Kỳ 2. Minh Phương, Thế Đức cùng với Quang Thành đã có rất nhiều những cơ hội bên cơ sân của đối thủ. Tuy nhiên thì bây giờ họ vẫn chưa thể thực hiện một pha bóng thành công để có thể có được bàn thắng và đồng thời so bằng tỷ số. Duy Đông, Thế Phúc, cơ bộ sạc Minh Phương vẫn còn. Pha xử lý rất mềm của Minh Phương. Minh Phương đã cho thấy được một tình huống bóng mang tính cá nhân của anh. Trước đây thì Minh Phương là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của câu lạc bộ bóng đá Nam Định. Và tại đấu trường bóng đá không xuyên thì anh cũng đã tỏa sáng từ rất sớm trong màu áo của đội bóng Thiên Trường. Anh Tiến, thêm một pha dứt điểm đến từ vị trí của anh Tiến. Các tình huống tấn công bây giờ của đội bóng Tân Kỳ sẽ cần phải được phát huy nhiều hơn. Vẫn không vào. Làm một lần nữa thì sóng gió đã trôi đi trước khung thành của thủ môn Ngọc Tuấn. Minh Phương, Thế Đức chuyền bóng vào trong. Không được. Có lẽ hiệu quả là một trong những dấu hỏi người ta đang đặt đối với đội bóng Tân Kỳ 2. Phản công cho cầu thủ của đội bóng Edu quá nguy hiểm. 2-0 cho cầu thủ của đội bóng Education. Đòn hồi mã thương đã buộc cầu thủ của đội bóng Tân Kỳ 2 phải vào lưới nhà bóng lần thứ hai ở trong nhà may. Và đây cũng chính là bàn thắng để hoàn tất cú đúp ở trong hiệp 1 của anh Tiến. Công đầu tiên ở trong bàn thắng thứ hai đến với đội bóng Edu phải kể đến công của Hoàng Phúc. Hoàng Phúc đã có một pha xử lý rất tự tin và sau đó anh đã có một đường truyền chọc khe có ý nghĩa quyết định để giúp cho đồng đội có thể thực hiện được những diễn biến và các tình huống thi đấu chắc chắn. Một lần nữa thì ở trong ngày hôm nay quy luật khắc nghiệt của bộ môn bóng đá đã đến đối với các cầu thủ của đội bóng Tân Kỳ 2. Đội bóng này là những người đã chơi tấn công nhiều hơn
tạo ra nhiều hơn những cú sút về phía khung thành của đối phương. Nhưng sự khác biệt đã buộc họ phải vào lưới nhà bóng tới 2 lần. Edu đang có một sự toàn tính hợp lý, một lối chơi rất thực dụng ở trong trận đấu hiện tại. Không được. Lê Bình. Như vậy là trong những tình huống vừa rồi thì bên phía đội bóng FC Edu, anh Tuấn đã gặp phải chấn thương và ban luyện của đội bóng đã đưa cầu thủ này ra sân, thay vào đó là vị trí của Hùng Mạnh. Hùng Mạnh là một trong những cầu thủ nhỏ con, tuy nhiên thì anh hội tụ đầy đủ những tố chất của một cầu thủ bóng đá. Tại sân chơi của bóng đá không chuyền, Hùng Mạnh cũng đã có rất nhiều những trận đấu thành công với những bàn thắng quan trọng và có nghĩa quyết định cho sự thành công của đội bóng Edu. Lê Bình, Hoàng Phúc. Đây là trận đấu mà Edu đã nhập cuộc không quá tốt, nhưng sau đó thì họ càng chơi càng hay. Sự linh động cộng với đó là một lối chơi thực dụng đã giúp cho các cầu thủ của đội bóng Edu khai thác được điểm yếu của những cầu thủ bên phía đội bóng Tân Kỳ 2. Minh Phương bấm con. Như vậy là đã có tiếng còi của trọng tài Nguyễn Xuân Minh. Chúng ta cùng xem lại pha phạm lỗi của Lê Bình. Sẽ có một tình huống phạt đền dành cho các cầu thủ của đội bóng Tân Kỳ 2. Đúng như vậy. Người bị phạm lỗi trong vòng cấm mở cơ hội vừa rồi đó chính là Duy Khánh. Và bây giờ thì Minh Phương sẽ là người đích xướng quả đá phạt đền dành cho đội bóng của anh. Minh Phương tuyệt vời, 1-2 cho cầu thủ của đội bóng Tân Kỳ 2. Cú đá chính xác và quyết đoán của tiền đạo Mao Xuân. Thực sự mà nói thì với những gì mà đội bóng Tân Kỳ 2 đã làm được ở trong trận đấu này, việc họ có được bàn thắng để sút ngắn tỷ số là điều không quá bất ngờ. Thậm chí đây còn là một trong những phần thưởng xứng đáng đến với họ. Những pha lên bóng đối với các cầu thủ của đội bóng Tân Kỳ 2 ở trong hiệp đấu đầu tiên, đó đều là những tình huống tấn công theo trục dọc với những pha phối hợp của Thế Đức, Quang Thành, Minh Phương. Cùng với đó là những tình huống nhồi bóng vào trong của cầu thủ Thế Phúc ở hành lang cánh trái và bây giờ là Duy Khánh bên hành lang cánh phải. Và như vậy là trọng tài Nguyễn Xuân Minh đã nổi còi khép lại hiệp một trận đấu giao hữu giữa hai đội bóng Edu và Tân Kỳ 2. Kết thúc hiệp đấu đầu tiên, hai đội đang rời sân tạm nghỉ với tỷ số 2-1 nghiêng về phía đội bóng Edu. Xin mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tạm nghỉ trong ít phút và đến với buổi bình luận giữa trận đấu. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục trở lại với sân để chúng ta cùng dự khán tiếp hiệp đấu thứ hai trận đấu giao hữu cọ sát giữa hai đội bóng Education và cầu thủ của đội bóng Tân Kỳ 2. Hiệp một trận đấu này đã diễn ra rất hay và các cầu thủ của đội bóng Edu đang tạm vươn lên dẫn trước với tỷ số là 2-1 bằng cả hai bàn thắng của tiền vệ Anh Tiến. Đối với hiệp đấu thứ hai thì theo chúng tôi quan sát, cả hai đội đều đã có những sự điều chỉnh về mặt nhân sự. Hy vọng rằng họ sẽ có một lối chơi tốt với màn trình diễn thể hiện được đẳng cấp và lối đá đối với cầu thủ của cả hai đội trong hiệp đấu thứ hai.
một trong những cầu thủ được tung vào sân bên phía đội bóng FC Edu ở trong hiệp đấu thứ hai của trận đấu ngày hôm nay, đó chính là cầu thủ Ngọc Tú. Hà Nội vẫn đang luôn có những pha phối hợp tấn công tốt và khoảng cách bây giờ cũng chỉ là một bàn. Các diễn biến tấn công cũng như những tình huống lên bóng của một đội bóng ở trong trận đấu ngày hôm nay là rất hay. Thế Đức, kịch bản hiệp 1 đang được lặp lại ở trong hiệp 2 khi mà đội bóng Tân Kỳ 2 vẫn đang là những người nắm giữ về mặt thế trận. Phản công cho đội bóng Edu, anh Tiến không được. Khá may mắn cho cầu thủ của đội bóng Tân Kỳ 2 khi mở xong phóng vừa rồi thì họ đã có được sự hỗ trợ kịp thời của Thế Đức. Pha băng lên rất mạnh mẽ của cầu thủ anh Tiến. Nếu như trong hiệp đấu đầu tiên các cầu thủ của đội bóng Edu đã chủ động thi đấu có phần nhường sân thì ở trong những diễn biến đầu tiên của hiệp hai, đội bóng này đã chơi cao hơn. Vừa rồi là pha cắt bóng của Hùng Mạnh. Minh Phương, Thế Đức. Hàng thủ của đội bóng Tân Kỳ bây giờ cũng đang dâng lên rất cao. Hệ thống phòng ngự theo lớp mà các cầu thủ của đội bóng Education tạo ra cho mặt khung thành của thủ môn Ngọc Tuấn ở trong trận đấu ngày hôm nay là khá hợp lý. Họ đang có những động thái bọc lót theo lớp và đây là một trong những nguyên nhân lý giải cho sự bế tắc của đội bóng Tân Kỳ 2. Đó là cầu thủ của đội bóng Tân Kỳ 2 đánh đâu không được. Giờ như đội bóng Tân Kỳ 2 đang quyết tâm để thực hiện những pha không chiến bên phần sân của đội bóng đối phương, nhưng đội bóng này cũng cần phải nhớ rằng các cầu thủ của đội bóng FC Edu là một tập hợp của đội bóng có rất nhiều những cầu thủ có chiều cao. Trong khi đó thì các vị trí thi đấu ở trên hàng công của đội bóng Tân Kỳ 2 lại là những cầu thủ không có được lợi thế về mặt thể hình như là Minh Phương, như là Thế Đức. Và đó là một trong những lối chơi tôi nói là bất hợp lý đối với cầu thủ của đội bóng Áo Vàng. Muốn có được những bàn thắng ở trong trận đấu hiện tại, rõ ràng là các cầu thủ của đội bóng Tân Kỳ 2 sẽ cần phải thực hiện những pha phối hợp nhỏ. Những tình huống đa đập sẽ giúp cho họ có thể tìm kiếm được con đường ngắn nhất dẫn đến khung thành của thủ môn đối phương. Rất hay. Có vào không? Không được. Làm lần nữa thì Minh Phương đã không thể có được một pha dứt điểm về phía khung thành của Ngọc Tuấn khi mà cầu thủ này đã bị kèm quá chặt. Trong ngày hôm nay thì trung vệ Quang Long của đội bóng FC Edu đang thi đấu rất hay. Người ta biết đến Quang Long là một trong những mẫu cầu thủ đá trên hàng công, tuy nhiên thì mới trở lại sau chấn thương, vì vậy cho nên Quang Long đã không thể được sử dụng ở trên hàng công, vị trí được đánh giá là nhạy cảm và rất có thể sẽ đem đến chấn thương tái phát dành cho cầu thủ này.
Và bây giờ thì một lần nữa anh Tiến đã trừng phạt hàng thủ của đội bóng Tân Kỳ 2 với bàn thắng để nâng tỷ số lên 3-1 dành cho cầu thủ của đội bóng FC Edu. Ngay sau khi phải nhận bàn thua thứ ba thì ban luyện của đội bóng Tân Kỳ 2 cũng đã có sự thay đổi về mặt nhân sự. Cầu thủ được tung vào sân đó chính là tiền vệ Văn Sơn. Việc Văn Sơn được tung vào sân ở trong thời điểm này dường như đó sẽ là cơ sở để cho hàng tiền vệ của đội bóng Tân Kỳ 2 có thể tiếp tục tạo ra được sự áp đặt bên phần sân của đối thủ. Văn Sơn là cầu thủ có khả năng tranh chấp và khi cần thiết thì anh cũng luôn giải quyết được thế trận với những quả đá xa. Những đợt tấn công mà đội bóng đã tạo ra ở trong khu vực rồi đủ để cho họ có thể tiếp tục đem đến được những bàn thắng. Đây là trận đấu mà Edu vẫn đang cho thấy những pha phối hợp tấn công rất nhanh. Đội bóng này vẫn đang chủ động để lựa chọn những pha phối hợp và đặc biệt là đem lại được những tình huống thi đấu một cách sáng tạo. Hai đội bóng vẫn đang có được những diễn biến và các tình huống thi đấu một cách cố gắng. Và đó chính là cơ sở để cho đội bóng có thể tiếp tục tạo ra thêm được dấu ấn. So với hiệp đấu đầu tiên thì ở trong hiệp đấu thứ hai của trận đấu này, sự sôi nổi và kịch tính đã diễn ra nhiều hơn. Tỷ số vẫn đang là 3-1 nghiêng về phía đội bóng FC Edu. Mặc dù đã rất cố gắng ở trong hiệp này, song các cầu thủ của đội bóng Tân Kỳ 2 dường như vẫn đang gặp phải những khó khăn. Lối chơi hòa mỹ của đội bóng Tân Kỳ 2 chưa thể được phát huy bởi một sự chặt chẽ đến từ các chân sút của đội bóng FC Edu. Vẫn còn đường căng thẳng khá nguy hiểm đến từ các chân sút của đội bóng áo vàng. Những pha lên bóng và sự nỗ lực của đội bóng Tân Kỳ 2 ở trong trận đấu này là điều mà chúng ta đã ghi nhận. Tuy nhiên thì vấn đề còn lại đối với họ đó là việc các cầu thủ của đội bóng Tân Kỳ 2 sẽ cần phải có được những bàn thắng. Ngoài việc rút ngắn tỷ số thì điều đó sẽ giúp cho tâm lý thi đấu của họ trở nên tốt hơn. Anh Tiến đã có lỗi của cầu thủ bên phía đội bóng Tân Kỳ. Thế Phúc là người phạm lỗi trong vòng vừa rồi. Sẽ có quả đá phạt dành cho các cầu thủ của đội bóng Edu.
đang đứng trước bóng này đó chính là Quang Long. Sút thẳng. Vừa rồi là pha dứt điểm của Quang Long và bóng đá không thể qua được hàng rào. Khi mà cầu thủ của đội bóng Tân Kỳ 2 có được bàn thắng ở trong khoảng thời gian cuối hiệp 1, chúng ta tưởng chừng như đó sẽ là một trận cú hích về mặt tinh thần tốt để cho họ có thể thi đấu hiệu quả ở trong hiệp đấu thứ hai. Tuy nhiên thì mọi đánh giá của chúng ta dường như đang bị chệch hướng. Trước mắt cầu thủ của đội bóng Tân Kỳ 2 vẫn đang là một sự bế tắc. Và như vậy là có lẽ sẽ có một quả penalty dành cho cầu thủ của đội bóng Tân Kỳ 2. Vừa rồi là một pha để bóng sạc tay trong vòng cấm của hậu vệ bên phía bóng Edu Minh Phương. Lần thứ hai ở trong ngày hôm nay, Minh Phương đã chiến thắng Ngọc Tuấn từ chấm đá phạt đền để đem đến bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho cầu thủ của đội bóng Tân Kỳ 2. Đây là trận đấu có quá nhiều những sự đột biến đến với chúng ta. Khi mà hàng phòng ngự của đội bóng Edu đang thi đấu rất tốt, đồng thời tạo ra được một lối đá chắc chắn trước cầu thủ của đội bóng Tân Kỳ 2, thì pha để bóng sạc tay ở trong vòng cấm có lẽ sẽ là một trong những bước ngoặt ảnh hưởng phần nào đến lối chơi của đội bóng Edu ở trận đấu hiện tại. Khoảng cách bây giờ chỉ còn là một bàn và các cầu thủ của đội bóng này vẫn đang cố gắng để có thể tìm kiếm được bàn gỡ. Cách biệt đối với cầu thủ của đội bóng Edu bây giờ đang trở nên khá mong manh. Tân Kỳ tiếp tục có thêm sự điều chỉnh về mặt nhân sự. Ngọc Tú không được. Trong ngày này thì cầu thủ của đội bóng Tân Kỳ đã có rất nhiều những động thái thay đổi về mặt nhân sự. Tuy nhiên thì ban huấn luyện của đội bóng vẫn đang giữ lại bộ khung thi đấu ngay từ đầu với bộ ba nòng cốt đó chính là Thế Phúc, Thế Đức và Minh Phương. Ở vào hoàn cảnh khó khăn và vẫn đang phải đi tìm bàn thắng trong một thế trận xua đuổi tỷ số, thì dường như ban luyện của đội bóng Tân Kỳ 2 cũng không muốn phá vỡ đi cấu trúc mà đội bóng này đã tạo ra ngay từ đầu về mặt lối chơi xoay quanh bộ ba cầu thủ kể trên. Phản góc cho đội bóng Tân Kỳ 2 quá mạnh. Bây giờ thì bên phía đội bóng Tân Kỳ 2 họ sẽ tiếp tục có thêm một sự điều chỉnh nữa. Trung vệ Duy Đông đã được ban luyện đội bóng đưa ra nghỉ và thay vào đó là Quang Thanh. Ban luyện của đội bóng Tân Kỳ 2 đã quyết tâm để có thể có một sự điều chỉnh ở tuyến 1, đồng thời tạo ra được duấn với vai trò của một cầu thủ có khả năng vừa phòng ngự vừa phản công tốt. Và đó là lý do mà Quang Thanh được tiếp tục song dụng ở trong trận đấu hiện tại.
những bàn thắng đến với các cầu thủ của hai đội bóng ở trong trận đấu này đã nói lên tất cả cho sự quyết tâm mà họ đang đem đến. Đánh đầu không được, đó là một quả đánh đầu của Minh Phương. Mặc dù có rất nhiều những pha áp sát, thậm chí là đá giáp bóng, song lối chơi fair play, lối đá nhân văn mà Edu cũng như đội bóng Tân Kỳ 2 đang đem tới ở trong trận đấu này, theo chúng tôi nhìn nhận là rất thực tế. Bên cạnh yếu tố về mặt chuyên môn, tính giải trí của trận đấu hiện tại đang được các khán giả đón nhận một cách rất tốt. Sau khi được ban luyện của đội bóng Tân Kỳ 2 tung vào sân ở trong hiệp đấu thứ hai, thì Văn Sơn vẫn đang buộc phải đá thấp bên phần sân nhà để hỗ trợ cho công đội trong khâu phòng ngự. Và đây là một trong những điều làm hạn chế lối đá tấn công của anh ở phía trên. Rất nhanh, không vào. Câu trả lời đã đến đối với cầu thủ của đội bóng Education. Minh Phương. Hơn bao giờ thì bây giờ sự nhịp nhàng và đặc biệt là độ chuẩn xác ở trong những pha bóng cuối cùng có lẽ đó sẽ là một trong điều giúp cho hai đội có thể đem đến được bàn thắng có nghĩa quyết định. Với cầu thủ của đội bóng FC Edu trong khoảng thời gian kế tiếp, đó chính là bàn thắng để nới rộng khoảng cách an toàn và đem đến được lối chơi chặt chẽ. Trong khi đó thì với cầu thủ của đội bóng Tân Kỳ 2, đó là bàn thắng để so bằng tỷ số và đem đến được sự toan tính về cuộc lô ngược dòng ở trong trận đấu ngày hôm nay. Từ đầu trận đấu giờ thì ông trọng tài Nguyễn Xuân Minh cũng đang cầm cân để mực trận đấu được đánh giá là hết sức thành công. Tuấn tấn công với những pha lên bóng mà đội bóng đang lựa chọn ở sau ngày hôm nay là quá đủ để cho họ có thể tiếp tục có thêm được bàn thắng. Anh Tiến đã có tiếng còi của trọng tài. Ngày hôm nay thì bên phía đội bóng Edu, anh Tiến vẫn đang giữ vai trò là một trong những chiếc chìa khóa vạn năng. Nếu như đội bóng Edu đang sử dụng anh Tiến ở vị trí là cầu thủ tiền vệ con thoi, thì bên kia chiến tuyến Thế Đức và Minh Phương cùng với đó là Quang Thành là những cầu thủ luôn có những phương án phượt tấn công với khả năng dâng cao của họ. Thậm chí là những pha hoán đổi vị trí của ba cầu thủ kể trên luôn giúp cho đội bóng này đem lại được những tình huống bóng đầy biến ảo. Tuy nhiên điều đó chưa thể giúp cho Tân Kỳ 2 có được lợi thế về mặt tỷ số. Là cầu thủ của đội bóng Tân Kỳ 2, Thế Đức. Lối đá đầy sức mạnh với những cầu thủ có lợi thế về mặt thể hình đang giúp cho đội bóng Edu dễ dàng để vô hiệu hóa những đợt lên bóng đến từ các chân sút của đội bóng Tân Kỳ. Không được. Đó là cú tỉa bóng của Minh Phương.
Lợi thế vẫn đang đến đối với cầu thủ của đội bóng FC Edu ở trong trận đấu ngày hôm nay. Rất nguy hiểm. Vẫn là cầu thủ của đội bóng Tân Kỳ 2. Vừa rồi là cú nhồi bóng của Văn Sơn, có vào không? Tuyệt vời! Một tình huống xử lý có thể nói là vô cùng kỹ thuật, chính xác, đó là một pha bóng đẳng cấp của Thế Đức để đem đến bàn thắng và soạn tỷ số hòa 3 đều cho đội bóng của anh. Tưởng chừng như không còn góc sút, nhưng Thế Đức với một tình huống có thể nói là tỏa sáng, anh đã đưa bóng vào góc xa khung thành của thủ môn đối phương. Trước đó chúng ta tưởng chừng như Văn Sơn đã làm mất đi một cơ hội dành cho đội bóng của anh. Ba đều cho cầu thủ của đội bóng Tân Kỳ 2. Như chúng tôi đã đề cập các bạn ngay từ đầu, Tân Kỳ 2 và Edu ở trong trận đấu này, họ xứng đáng là đối thủ của nhau. Một trận đấu mà hai đội đã so kè về mặt tài năng cũng như tạo xong màn rượt đuổi về mặt tỷ số rất nguy hiểm. Như vậy là sự lỏng lẻo của hàng thủ bên phía bóng Tân Kỳ 2 đã phải trả giá bằng bàn thua thứ tư. Hùng Mạnh đã có bàn thắng để đem đến lợi thế lần thứ tư trong ngày hôm nay dành cho đội bóng của anh. Không có một cầu thủ nào theo sát và kèm Hùng Mạnh ở trong pha bóng vừa rồi. Quá tiếc cho cầu thủ của đội bóng Tân Kỳ 2. Tưởng chừng như tỷ số 3 đều sẽ giúp cho đội bóng Tân Kỳ 2 đem đến được động lực và có được tâm lý thi đấu thăng hoa. Nhưng đúng là ở trong ngày hôm nay thì hàng thủ của đội bóng Tân Kỳ 2 cũng đã có vấn đề khi mà họ đã thi đấu thiếu tập trung ở trong những thời điểm có ý nghĩa quyết định. Một con vào, 4 đều cho cầu thủ của đội bóng Tân Kỳ 2. Nếu như hàng thủ của Tân Kỳ 2 thi đấu không được tốt ở trận đấu ngày hôm nay thì bộ ba tấn công ở phía trên của họ, đặc biệt là Minh Phương, đang có một trận đấu được nhìn nhận là quá ấn tượng. 8 bàn thắng chia đều cho cả hai đội bóng đã nói lên tất cả về sự kịch tính và sự hấp dẫn của trận đấu này. Mặc dù đây chỉ là một trận đấu trong khuôn khổ giao hữu mà thôi, Tân Kỳ 2 và Edu đã tạo ra một món ăn về mặt tinh thần dành cho các cổ động viên có mặt tại sân quảng trường cũng như đang theo dõi qua màn hình nhỏ trên kênh sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Nam Định. Và như vậy là trọng tài Nguyễn Xuân Minh đã nổi còi kết thúc trận đấu giao hữu giữa hai đội bóng Edu và cầu thủ của đội bóng Tân Kỳ 2. 4 đều là tỷ số của trận đấu ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, buổi tường thuật các trận đấu bóng đá phong trào của Đài Phát thanh Truyền hình Nam Định ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình tiếp theo.